Nào, hôm nay là các cụ hôm nay ở đây xong là đi lên Hồng Thái lại lên vùng cao hơn. Đấy, người cô xinh thế. Đây cháu đang quay đấy, quay chụp. Không là cháu gửi clip cho, đây cháu quay mà. Đấy, các bà đi hồ đấy, tươi đấy nhỉ. Đấy. Vâng, là cháu gửi vào nhóm nhá. Vâng. Mây đen nhá, 2, 3, xong rồi mấy người muốn vào thì vào. Bỏ họ luôn, chụp sướng thế. Nhà mình nhìn cái núi Bắc Tạ mà đang bị mây bao phủ kìa, đấy cái núi thơ mộng đẹp đấy ạ. À, không, tí nữa mình đi tàu mình ngắm thôi ạ. Chụp cho anh cái em ơi. Anh ơi, chưa xong. Anh muốn cho em nhờ. Bỏ đây, xong. Đây, hai chị em hai chị em. Mẹ đứng này cao quá, lên trên không cao. Chú đứng đi. Chú đứng đi. Cháu đang quay, cô cứ nhìn cô ấy, cháu đang quay chứ là không nhìn cháu. Một hai. Xong rồi. Như vậy ra chụp cho đôi này cả. Đôi này đi đôi bọn nó đồng tình biển hải mà. Lắc đi ấy. Đấy, tuyệt vời đấy các cụ. Cảm ơn tiền luôn này. Rồi. Đấy. Rồi, em chào các ông nhá. Cái này con quay đoạn này là được hơn 2 phút rồi đúng không? Con gửi cho các ông đấy để làm kỷ niệm đấy. Ông cười đi. Vâng, đấy. Đúng rồi, đấy. Vâng, đấy. Con chào các ông nhá. Đấy, quay một đoạn nữa các cụ nhá.
xuống được chưa?